Thanh Hoàng xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Chu Ngọc Anh bị bắt báo trong nước mới dám xăm soi dinh thự triệu đô của ông này. Một ngày sau vụ bắt giữ ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, báo dân trí hôm 8 tháng 6 đăng bài cho biết rằng căn biệt thự của ông này ở khu đô thị cao cấp Vinhomes Gardenia ở quận Nam Từ Liêm có giá 80 cho đến 100 tỷ đồng, tương đương với 3,4 cho đến 4,3 triệu đô la Mỹ. Do dính vụ bê bối khít xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, ông Chu Ngọc Anh bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự Cộng 2015 bản tin của báo dân chí đặt câu hỏi liệu căn biệt thự này của ông Chu Ngọc Anh có bị kê biên để bảo đảm thi hành án thu hồi tài sản hay là không. Bài báo này cho biết cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an cộng sản Việt Nam đang điều tra mở rộng vụ án giả soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng nghi can để bảo đảm triệt để thu hồi cho nhà nước một giới chức ẩn ẩn danh của Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội được dẫn lời căn biệt thự của gia đình ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế bị bắt cùng lúc với ông Anh và nhiều tài sản khác của những ông này hoàn toàn có thể bị cơ quan điều tra xác minh, tiến hành các thủ tục kê biên và phong tỏa. Giới chức này cũng nói thêm rằng khi mà tòa mở phiên xử ông Anh, nếu như mà căn biệt thự đó là tài sản đóng góp chung của vợ chồng ông này thì khi thi hành án người vợ sẽ được quyền ưu tiên mua lại 50% giá trị của nó sau khi mà tài sản được định giá. Đề cập chuyện quan chức có lương trên giấy tờ chỉ khoảng hơn 10 triệu đồng tương đương với khoảng 431 đô la cho đến 800 đô la mà lại sở hữu những danh những dinh, những dinh cơ và biệt thự triệu đô ông mạnh quân phóng viên của báo dân trí bình luận trên trang cá nhân hôm qua khi mà cảnh sát đến khám xét thì bắt giữ ông chu ngọc anh ông nguyễn thanh long ai cũng đã thấy các ông ấy đều sống trong những ngôi nhà biệt thự bề thế ở những khu đô thị có giá vài trăm triệu đồng mỗi mét vuông và tất nhiên thì đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng và việc một lãnh đạo ngành nào đó có thể có vài biệt thự là chuyện nhiều người tin là bình thường thôi và cũng vẫn chỉ là cái người ta có thể quan sát thấy, nghe thấy và nhìn thấy. Theo như là thang bằng thì lương tháng của một bộ trưởng cũng lắm nhiều lắm thì cũng được 12 đến 13 triệu Việt Nam đồng tương đương với 517 cho đến 560 đô la trên mỗi người một tháng và nhiều người thì còn chưa phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Thế vì sao mà lương của ông Long và ông Chu Ngọc Anh lại có thể ông ở trong những căn nhà biệt thự hàng chục và thậm chí hàng trăm tỷ đồng tương đương với 4,3 triệu đô la như vậy? Cũng theo ông Mạnh Quân thì chưa tính chuyện hưởng lợi trong vụ Việt Á. Nhìn chung thì các quan chức cỡ bự như là ông Ngọc Anh và ông Thanh Long đều có nguồn thu từ nhiều khoản như là bổ nhiệm cán bộ, chỉ đạo cấp phép cho các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm, thực phẩm, phần trăm hoa hồng từ các dự án, công trình và chương trình y tế. Sau khi mà công an khám xét nhà riêng của Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thành Long, cựu bộ trưởng y tế, dư luận đặt câu hỏi rằng biệt thự của hai ông này có bị kê biên hay là không sau khi ông Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội bị cơ quan công an điều tra, khám xét nhà riêng, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh căn biệt thự khủng của gia đình ông này nằm trong khu đô thị Vinhome Gardenia ở quận Nam Từ Liêm. Hà Nội và giới buôn bán bất động sản ước tính giá trị căn biệt thự hiện nay vào khoảng 80 đến 100 tỷ đồng và đã có nhiều ý kiến thắc mắc liệu căn biệt thự này có bị kê biên để đảm bảo thi hành án thu hồi tài sản sau này hay là không. Thắc mắc tương tự cũng được dư luận đặt ra khi mà cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Nguyễn Thành Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế ở khu liền kề số 671 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội. Biệt thự khủng của ông Trung Ngọc Anh có bị kê biên tài sản hay là không? Và các biệt thự của gia đình ông khu Ông Chu Ngọc Anh ở khu đô thị cao cấp Vinhome Gardenia ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội được giới buôn bán bất động sản định giá tới cả trăm tỷ đồng. Và theo thông báo của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam mở rộng điều tra vụ án liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á, ngày 7 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và đồng thời thì có các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, ông Nguyễn Thành Long về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều rộng điều tra mở rộng vụ án và giả soát kê biên, phong tỏa tài sản đối với đối tượng để bảo đảm triệt để thu hồi do nhà cho nhà nước thông báo của Bộ Công an cho hay. Dù đang là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng hai ông quan này cho biết rằng mình đang làm chuyện ác nhân và trời khó có thể dung và đất khó có thể tha nên đành tin vào tâm linh và rủ nhau đến chùa. Miếu mạo hay là trong lễ thương tiếc đồng bào đã chết bởi đại dịch Covid-19 thắp nến nhang cầu xin được yên ổn, leo cao hơn và tha tội lỗi cho họ vì những gì họ đã phạm, nhưng thần linh Phật tổ oan hồn làm sao có thể chứng hạng cho người này bởi tội ác của chúng là quá khủng khiếp. Sau khi ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long bị bắt thì trên trang mạng xã hội rộ uh, lên hình ảnh của hai ông này đang ở thấp nhang ở một nơi nào đó với những cây nhang cực kỳ là to. Lợi dụng trong lúc người dân đau khổ nhiều nhóc bi đát vì tai ương dịch bệnh và chúng đã hút máu dân lành để kiếm tiền bỏ túi. Chuyện vỡ lở bị rút thẻ đảng và tạm vào tù chờ ngày xử. Chắc hôm xử tội hồn ma bóng quế của hàng vạn người đã chết sẽ kéo về chật sân tòa. Căm hờn lại dục căm hờn và máu kêu trả máu, đầu van trả đầu. Vậy ông lại đập lưng ông rồi và như vậy thì không những chỉ mà án chỉ vài năm như là quan y tế buôn thuốc giả mà chỉ chịu án có 4 năm còn thua thằng dân đen đi trộm một con vịt về uống rượu cho đỡ buồn và cũng có thể lúc đó thì sẽ mếu máu khóc than kể lể xin tội và xin lỗi bác tổng nhưng mà chạy tội này đem bán chắc cũng chẳng ai tiếp thương đâu hôm qua tin giang hồ vỉa hè hà nội kháo nhau rằng khi mà xét nhà của chu đô trưởng chu ngọc anh và Long Bộ trưởng cho thấy rằng căn biệt thự của những ông này có tới giá trị vài trăm tỷ và 10 triệu đô la Mỹ mà đang để ở trong nhà của hai tên này và không biết tin có chính xác hay là không nhưng sao giống y chang như là cơ quan tham ở bên tàu vậy có người bảo đem máy tính lấy 19 triệu đô la nhân với 23.000 tiền hồ tệ thì máy tính đứng và không hiện số được vì số tiền quá lớn có người lại thắc mắc sao số tiền lớn thế mà lại để ở trong nhà không sợ bị cướp hay là sao? Câu trả lời đơn giản là tiền tham dũng hối lộ thì làm sao có thể dám gửi ngân hàng ở trong nước và gửi ngân hàng nước ngoài thì lúc này cũng khó hơn xưa vì nhà nước đã quan tâm đến việc này đối với cán bộ công chức cộng sản Việt Nam. Cho đứng tên người khác kể cả con cháu họ hàng cũng sợ bị giật bởi đồng tiền thất đức đấy dễ gợi lòng tham của người khác, kể cả những người máu mủ Việt Á dám trung chi cho cán bộ tép diêu Bắc Giang 33 tỷ đồng thì sợ gì mà không phong bì cho bộ trưởng hàng triệu đô la. Khốn nạn ở chỗ trong lúc nhân dân đang đau khổ bị thương thì chúng lại hút máu dân lành để làm giàu. Và nếu như không có sự tiếp tay của lũ người khốn kiếp ấy thì một thằng bé còn Phan Quốc Việt vô danh tiểu tốt, một công ty vô danh tiểu tốt, không có một địa chỉ rõ ràng, một nơi sản xuất cho đàng hoàng mà dám làm chuyện kinh thiên đột địa như vậy hay là sao? Hai tên này đã là trùng cuối chưa và thắc mắc cũng khó có thể có câu trả lời chính xác. Ngày trước nhà tù toàn dân đầu trộm đuôi cướp và ít được học hành không dành luật pháp và giờ đây thì nhà tù ở giữa Cộng sản Việt Nam dành cho toàn những loại tiến sĩ, cán bộ cao cấp, đô trưởng, bộ trưởng, đại biểu nhân dân. Đúng là thời đại 4.0 mọi thứ lộn xộn và ngược đời cả. Toàn người hôm qua là anh Hùng là người thét ra lửa dưới vài người và trên triệu người. Nhà treo đầy huân huy chương, giấy khen, toàn là loại người đi đâu mở miệng cũng rào ràng đạo đức cách mạng, đi đâu cũng lên tiếng về phục vụ nhân dân đất nước, quyết tâm học tập và noi gương theo đạo đức của Hồ Chí Minh. Đùng một cái trở thành quỷ đổi lốt người và làm toàn chuyện kinh thiên động địa, khốn nạn, hóa ra là những tuyên bố lâu nay toàn là bố láo. Không biết nhà nước ta có tuyển chọn nhân sự để bạt những chiếc ghế quan trọng thế nào mà lần lượt các lãnh đạo cao cấp cứ rủ nhau vào tù cả đám như thế không biết và điều đó thì cho thấy việc sắp xếp nhân sự của nhà nước cộng sản việt nam có vấn đề lòng tham của con người thì vô đáy và tàn nhẫn thật cứ leo được ghế là vơ vét và chỉ khiến cho đất nước không ngóc đầu lên nổi và dân thì càng ngày càng nghèo đi cũng không lạ là nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân lớn trên thế giới và cả ở xứ ta khi mà tuyển người luôn xem tướng mạo tâm sinh tướng Nhìn mặt và tướng mạo của hai ông này một vài người nữa không thể tin được. Vì cái gian tham, cái thủ đoạn, cái nịnh bợ, cái tàn nhẫn, bất lương nó lộ rõ trên nét mặt của hai ông này. Nếu không thay đổi quy cách đề bạt để tuyển chọn nhân sự cấp cao từ trung ương cho đến địa phương thì những con chuột hôi hám này vẫn còn tồn tại và trèo sâu leo cao. Chỉ khổ thêm cho dân đen thôi khi mà đã chịu khổ quá nhiều rồi. Vụ Việt Á nó không đơn giản là lợi dụng chức vụ hay là dối trên lừa dưới mà là một kịch bản lừa đảo hoàn hảo. Đầu tiên thì bộ chính trị quốc hội cho phép chính phủ của Phạm Minh Chính có quyền quyết định tất cả các chính sách liên quan đến hoạt động chống dịch mà không cần thông qua quốc hội. Chính vì lẽ đó mà các quyết sách liên quan đến y tế, cách ly, chọc mũi đều có sự can thiệp đồng bộ từ Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Ban tuyên giáo, sau này nữa là Bộ Quốc phòng. Ban đầu là ông Thứ trưởng Sơn và sau đó là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đến tháng 8 năm 2021 là ông Chính, những người đứng đầu Ủy ban chống dịch của Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Người ta đặt câu hỏi là tại sao những chuyện sờ sờ ra ngay trước mắt đấy như là giá que test, giá vaccine và việc phân bổ vaccine trang thiết bị y tế cho các tuyến cơ sở cho đội ngũ y tế chống dịch. Ai ai cũng thấy sự bất mãn, bất công và thậm chí là con số tử vong của người dân Sài Gòn, người dân Bình Dương, người dân Đồng Nai lên đến hàng chục ngàn người. Vậy mà Bộ Chính trị Quốc hội không làm được gì cả ngoài việc họp gấp và cách chức kỷ luật vân vân và mây mây họ không thừa nhận sự vô dụng của mình mà đem cái vụ lừa đảo sản phẩm trí tuệ việt nam việt á ra thịt hai đồng chí của mình để xoa dịu lòng dân trong bối cảnh chán nản suy sụp như vừa qua mà vụ lừa đảo này nếu như mà thực sự bộ chính trị không biết thì thằng bung toang và thằng long kia chúng nó có phải ăn gan trời mới dám qua mặt như thế vì việc chỉ ra đồ đều quá đơn giản không một thằng chính trị gia lọc lõi nào mà lại ngu đến thế để lộ quá nhiều sơ hở cho đồng đội trọt vào chưa hết lính hư thì xếp phải chịu trách nhiệm và bộ trưởng giới quyền của ai và ai quản lý họ họ làm sai thì thủ trưởng của họ phải chịu trách nhiệm vì quản lý lòng lẻo và chưa tính chuyện chia chác Mấy ông thường bảo chúng tôi dân chủ tập trung và tức là các ông có chia phe, chia ghế để mà quan sát lẫn nhau. Nhưng quan sát như thế nào mà để cho cả bộ sậu làm sai, làm đều vậy? Người ta hoàn toàn có thể nghi vấn các ông thông đồng với nhau hoặc là cơ chế dân chủ tập trung của các ông của vấn đề. Sáng ngày 7 tháng 6, Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua nghị quyết bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thành Long Kết quả bỏ phiếu kín là 473 trên 479 đại biểu đồng ý bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội 471 trên 479 đại biểu đồng ý phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Y tế đối với Nguyễn Thành Long Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thành đã phát biểu lại những gì mà bộ chính trị đã kết luận trước đó. Bà nói trước nghị trường rằng theo kết luận của cơ quan quản lý, thiếu kiểm tra giám sát can thiệp vào động tác động hỗ trợ cho công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương đối với bộ kit xét nghiệm, ban hành các thông báo giá sinh phẩm trang thiết bị y tế để chẩn đoán COVID-19 trái quy định. Quốc hội thì chỉ hợp thức hóa quyết định của Bộ Chính trị mà thôi. Việc cách chức ông Bộ trưởng Y tế không ngoài dự đoán của mọi người. Như vậy xem như Bộ Chính trị đã chạm tướng. Mà thông thường thì khi chủ soái mà làm sai thì phó soái cũng sai vì cấp phó là phụ tá cho cấp trưởng khi mà thành gươm của ông Trọng phập xuống thì lúc đó ekip của nhóm lợi ích ngành y trong Bộ Y tế cũng nháo nhào chạy thoát thân. Cũng ngay trong ngày 7 tháng 6, ông Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã nộp đơn xin thôi việc. Ông Thứ trưởng này cũng đang giáo giác lo sợ lưỡi gươm của ông Nguyễn Phú Trọng bổ vào đầu nên ông lo chạy trước. Sáng ngày 7 tháng 6, báo chí Nhà nước Cộng sản Việt Nam dẫn nguồn tin của Bộ Y tế cho hay Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã có đơn xin thôi việc. Tuy nhiên thì hiện nay chưa có văn bản chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền. Như vậy thì ông Nguyễn Trường Sơn hiện nay có muốn chạy cũng không được và Trung ương đang muốn cột ông tại một chỗ để mà xử lý những sai phạm có liên quan đến ông Bộ trưởng Nguyễn Thành Long. Ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1964 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 30 năm làm công tác chuyên môn, ông Sơn có 16 năm trực tiếp làm công tác chuyên môn với vai trò bác sĩ điều trị tại khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Trợ Giấy. Tháng 11 năm 2018, ông Nguyễn Trường Sơn được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Y tế khi đang là Giám đốc Bệnh viện Trợ Giấy. Quyền lực đã kéo ông Nguyễn Trường Sơn ra Trung ương mà đã có quyền lực thì ắt sẽ có tiền liên quan đến những sai phạm ở Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Đầu tháng 11 năm 2021, ông Nguyễn Trường Sơn lần đầu bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khiển trách vì liên quan đến sai phạm tại Cục Quản lý Dược. Gần 2 tháng sau thì ông bị Thủ tướng khiển trách về mặt hành tránh. Và đây là bước đệm chuẩn bị kỷ luật ông cùng với Bộ trưởng Nguyễn Thành Long. Bộ Y tế ngoài ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng vừa bị khai trừ ra khỏi đảng và bị bắt giam và bị cách chức thì ông thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn xin thôi việc thì bộ này còn ba thứ trưởng đó là Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn và bà Nguyễn Thị Liên Hương. Bà Nguyễn Thị Liên Hương mới được bổ nhiệm thứ trưởng ngày 31 tháng 5 vừa qua như là một bước chuẩn bị để thay thế ghế bộ trưởng Bộ Y tế. Hiện nay thì Đỗ Xuân Tiên và Trần Văn Thuấn chưa thấy Trung ương nói gì. Tuy nhiên thì trách nhiệm của những người này trong các đợt dịch Covid-19 vừa qua là cũng rất rõ ràng. Và sau khi ông Nguyễn Thành Long bị bắt thì lời khai của ông này rất có thể sẽ đáng sợ đối với các ông bà thứ trưởng còn lại. Có thể nói, bộ y hiện nay đang như là ông vỡ tổ và mỗi người đang tìm cách tháo chạy theo cách riêng của mình, nhưng đã quá muộn, không dễ gì rời khỏi vị trí lúc này được tội nào cũng phải trả giá bởi sống quá nuông chiều lòng tham thì thế nào kết thúc cũng không có hậu tuy nhiên thì không quan chức nào muốn rút ra bài học kinh nghiệm bởi vì đồng tiền quá lớn cho nên chúng hy sinh đời bố để củng cố đời con bố có thể đi tù nhưng con ngồi trên đống vàng và nhà cửa siêu xe du học nước ngoài và có quốc tịch trời tây thì hy sinh đời bố để củng cố đời con cũng không có điều gì là lạ cả Thưa quý vị và các bạn thân mến, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam giao cho hai bộ nghiên cứu về việc giảm thuế đánh vào xăng dầu. Một phó thủ tướng và một bộ trưởng Việt Nam nói trước Quốc hội của đất nước hôm 8 tháng 6 rằng các biện pháp để bình ổn giá xăng dầu đang được cân nhắc trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước đã lên đến kỷ lục và người dân bị ảnh hưởng nhiều bởi lạm phát tăng cao. Trong phiên trả lời chất vấn của Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết việc điều chỉnh thuế suất các loại để giảm giá xăng dầu thuộc về thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Còn bộ của các ông có vai trò đánh giá tham mưu theo tường thuật của báo chí trong nước. Loại xăng có mức giá cao nhất hiện nay ở Việt Nam là 31.500 đồng trên mỗi lít trong giá này thì bao gồm có giá thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và một số loại thuế, thuế phí khác. Theo thời điểm tổng tiền thuế thì phí chiếm tới 50%, tới 64% giá bán của xăng dầu, theo báo chí Việt Nam đưa tin. Bộ trưởng Hồ Đức Phước chỉ ra rằng với thẩm quyền của mình thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã duyệt việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường từ ngày 1 tháng 4, Đến hết năm nay và hiện tại thì vẫn còn có thể giảm thuế này thêm 2.000 đồng trên mỗi lít, ông Phước nói. Xong ông lưu ý rằng theo luật thì thường vụ quốc hội chỉ có quyền quyết định giảm thêm 1.000 đồng với loại thuế này mà thôi. Còn thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất 10% thuế nhập khẩu xăng dầu, 8% và thuế giá trị gia tăng VAT là 10%, việc sửa đổi điều chỉnh là thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Bộ Tài chính sẽ đánh giá tác động để tham mưu cho chính phủ, chính và trình cho Thường vụ Quốc hội. Quốc hội giảm thêm thuế xăng dầu, ông Phớt phát biểu. Như chúng tôi đã tì, đã đưa tin thì cũng như là nhiều người đã bày tỏ qua các trang mạng xã hội, giá xăng dầu tăng cao liên tục làm cho đông đảo người dân Việt Nam lo lắng bất bình vì gánh nặng thuế, phí đẩy giá xăng dầu lên nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và chi phí của doanh nghiệp, không ít người cho rằng họ càng ngày càng nghèo đi. Tuy giá xăng dầu ở Việt Nam thấp hơn ở Trung Quốc, Lào và Campuchia, Thái Lan, Singapore, song người dân thì cũng so sánh rằng giá của Việt Nam vẫn cao hơn Malaysia, Indonesia, Mỹ, Nhật, trong khi mà thu nhập bình quân của Việt Nam thấp hơn nhiều so với hầu hết các nước trên thế giới. Cũng nói về vấn đề xăng dầu trong phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Phước, một phó thủ tướng Việt Nam ông Lê Minh Khái cho hay thủ tướng chính phủ sẽ chỉ đạo hai bộ tài chính và công thương khẩn trương đề xuất các giải pháp để bình ổn giá xăng dầu. Giải pháp sẽ nhấn mạnh nhất vào việc giả soát nghiên cứu điều chỉnh thuế xuất, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với xăng dầu. Với mục tiêu kiểm soát giá của mặt hàng này, vị Phó Thủ tướng nói được báo chí trong nước dẫn lại. Tuy nhiên, cả Bộ trưởng Hồ Đức Phước lẫn Phó Thủ tướng Khái đều không đưa ra khung thời gian cụ thể cho giải pháp tiềm tàng nêu trên. Nói rộng hơn về nạn lạm phát ở Việt Nam, Phó Thủ tướng Khái khẳng định lạm phát trong năm tháng đầu năm cơ bản được kiểm soát và thấp hơn nhiều so với các nước trên thế giới. Vị Phó Thủ tướng đưa ra thông tin là bình quân 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Việt Nam tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI nhiều nước trong khu vực và trên thế giới tăng cao như là Indonesia là 2,8%, Thái Lan là 5,19%, Philippines là 4,06%, Hoa Kỳ là 8,3%, Pháp 5,4%, Đức 7,8% và Tây Ban Nha là 8,09%. Thưa quý vị và các bạn thân mến, điều gì sẽ xảy ra nếu như mà Trung Quốc trở thành quốc gia dân chủ? Theo Huyền Anh, giả như mà Trung Quốc là một nền dân chủ, đó có lẽ là một nền dân chủ nghị viện đa đảng với đặc trưng là sự phân hóa đảng phái chính trị, phe cánh tả, trung lập và phe cánh hữu, đương nhiên thì lúc đó các quốc gia phương Tây sẽ công nhận tính hợp pháp của hệ thống chính trị của nước này là đại diện hợp pháp của người dân Trung Quốc. Một Trung Quốc dân chủ sẽ có hồ sơ nhân quyền tốt đẹp và không những đối với toàn bộ nhân dân Trung Quốc mà còn với tất cả các nhóm dân tộc và tôn giáo thiểu số. Vậy làm sao để cho một Trung Quốc thời hậu cộng sản trở thành một nền dân chủ? quá trình chuyển đổi này không chắc sẽ khiến cho một hệ thống dân chủ ổn định ngay lập tức nhiều khả năng nó sẽ phải kinh qua chủ nghĩa độc tài một tiền lệ từng xảy ra ở trung âu và đông âu sau khi mà khối liên xô sụp đổ slovakia dưới thời của ông vladimir messia cũng là một lãnh đạo của đảng dân dân phong trào vì một slovakia dân chủ là một ví dụ Quá trình chuyển đổi sang dân chủ bị ngăn cản bởi sự cai trị độc tài. Trước khi chịu sức ép của Liên minh châu Âu EU và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, sự ổn định ngày càng tăng giữa các đảng dân chủ và cho phép nước này chuyển đổi sang dân chủ. Một thất bại đáng kể nhất là việc Nga chuyển đổi từ chủ nghĩa cộng sản sang một liệu pháp đột ngột của những năm 1990 tiếp đến là sự kết thúc hoàn toàn của nền dân chủ non trẻ nhiệm kỳ thứ hai của cựu tổng thống Boris Yeltsin rồi mới đến kỷ nguyên của ông Putin. Quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ vừa thất bại vừa khó khăn của Nga là một hồi chuông cảnh báo đặc biệt đối với những cường quốc do những khó khăn của quá trình chuyển đổi kể trên thì cộng với tàn dư của truyền thống chính trị trung quốc khiến cho kết quả chuyển đổi của nước này sẽ có đôi chút khác biệt nó chuyển đổi sang nền dân chủ nhưng trên thực tế đó dường như là một nền chuyên chế quá trình chuyển đổi sang dân chủ sẽ hiệu quả hơn nếu như mà được chia ra làm nhiều giai đoạn như là ở đài loan đài loan chuyển đổi từ chế độ độc tài dưới thời của tưởng giới thạch và con trai tưởng kinh quốc sang ông Lý Đăng Huy và người kế nhiệm quá trình chuyển đổi này theo từng bước. Những rủi ro của quá trình chuyển đổi là rất đáng kể, tuy nhiên thì một Trung Quốc dân chủ sẽ tạo ra những cơ hội cho Hoa Kỳ trong việc cải thiện mạnh mẽ mối quan hệ với Bắc Kinh, do đó đảm bảo rằng tăng căng thẳng an ninh Mỹ-Trung sẽ dịu xuống đáng kể. Giả sử như mà Trung Quốc có nền dân chủ thì cách diễn giải nền dân chủ của họ sẽ khác biệt với phương Tây và thậm chí thì khác với Đài Loan, ở hai cái cạnh. Thứ nhất là nền dân chủ Trung Quốc bao gồm có chủ nghĩa đại hán mạnh mẽ bao trùm các đảng phái chính trị, biểu hiện cụ thể là những lời kêu gọi chủ nghĩa dân tộc và các tuyên bố về lãnh thổ, những câu chuyện về sự vượt trội của dân tộc Hán so với tất cả các dân tộc khác, bất kể đó là dân tộc thiểu số ở Trung Quốc hay là các nhóm dân tộc thiểu số khác trên thế giới. Điều này cũng sẽ liên quan đến yếu tố chủng tộc mạnh mẽ thứ hai là một trung quốc dân chủ sẽ không chịu lệ thuộc vào cái khung định nghĩa dân chủ của phương tây về cách thức hoạt động và các tiêu chuẩn của các nền dân chủ khác cũng như là các nhân vật quốc tế có thể phán xét hay là đánh giá thay vì là một sinh viên trung quốc dân chủ sẽ tìm cách trở thành một giáo sư tìm cách dẫn dắt thế giới gồm cả các quốc gia phương tây và điều chỉnh hệ tư tưởng dân chủ vì Trung Quốc cần phải duy trì vị thế dẫn đầu là cố hữu trong thế giới quan của người Hán, họ cũng sẽ luôn duy trì vị thế đó trên bản đồ thế giới. Cả hai khác biệt trên đều sẽ là nguồn cơn gây ra xung đột trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Bất chấp những khó khăn không thể tránh khỏi và một chính thể dân chủ sẽ cho phép Trung Quốc chia sẻ nhiều hơn lợi ích với Hoa Kỳ hơn, bởi lẽ cả hai quốc gia đều có chung hệ tư tưởng chính trị mâu thuẫn về ý thức hệ là yếu tố chính thúc đẩy quan hệ cuộc cạnh tranh an ninh mỹ trung đương nhiên thì khi không còn mâu thuẫn nữa thì tình trạng căng thẳng này cũng sẽ lắng dịu đi giống như là với các quốc gia khác ở khu vực ấn độ dương thái bình dương một trung quốc dân chủ sẽ là ứng viên tiềm năng và góp mặt trong cấu trúc an ninh tương lai bao gồm có các thành viên đối thoại an ninh bộ tứ hiện tại úc ấn độ nhật bản và hoa kỳ hơn nữa thì một trung quốc dân chủ sẽ mở ra con đường hòa bình một cách khả thi để thống nhất với đài loan cả hai đều là nền dân chủ và có thể đi theo cách làm của đông đức và tây đức trong việc thống nhất và hội nhập về chính trị Tuy nhiên thì sự thống nhất này sẽ khác xa với mô hình giữa hai miền của nước Đức. Trong một Trung Quốc Dân Chủ, chủ nghĩa Đại Hán sẽ là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự thống nhất theo điều khoản của Đại Lục. Ngược lại, di sản của các dân tộc bản xứ và các sự phát triển của chính trị của Đài Loan kể từ năm 1949 sẽ là một phản lực trong công cuộc thống nhất, ngay cả dưới sự bảo trợ của dân chủ của Bắc Kinh và Đài Bắc, sự thống nhất này sẽ vấp phải những khó khăn đáng kể bởi vì Bắc Kinh không nên đánh giá thấp sức phản kháng của hòn đảo này. Cuối cùng thì mặc dù tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc sẽ vẫn còn với Ấn Độ, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á ở biển Đông, nhưng một Trung Quốc dân chủ sẽ đưa các biện pháp thay thế để giải quyết những vấn đề phức tạp này tuy nhiên thì các tranh chấp lãnh thổ thường leo thang khi mà chủ nghĩa dân tộc bị tác động trực tiếp để duy trì sự ổn định ở biển đông hoa kỳ sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở ấn độ dương thái bình dương chắc chắn sẽ gây ra căng thẳng với một trung quốc dân chủ một trung quốc dân chủ sẽ trả tự do cho người dân trung quốc và thế giới hệ tư tưởng của chế độ trung quốc hiện nay bảo đảm rằng sự đối đầu của hoa kỳ và các nước đồng minh sẽ tiếp tục leo thang một Trung Quốc dân chủ cho phép thế giới có cơ hội tránh được những cuộc đại xung đột và ngay cả khi mà các yếu tố gây căng thẳng không được loại bỏ hoàn toàn. Các tôi nói quan trọng trong chính phủ của Tổng thống Trung đã nhận ra điều này và chính phủ dưới thời của Joe Biden sẽ không nên chắc chắn rằng hệ tư tưởng dân chủ sẽ không được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc để làm suy yếu tính hợp pháp của nó. Còn Trung Quốc thực tại như thế nào? Một Trung Quốc được trang bị công nghệ giám sát khắp ở mọi nơi, phong tỏa do đại dịch Covid-19, chính trị hóa các phương tiện truyền thông xã hội, đẩy mạnh chiến dịch truyền thông và thông tin sai lệch, thiếu những tiếng nói phơi bày tội ác diệt chủng ở Tân Cương và một tấm gương sáng chói về hồ sơ vi phạm nhân quyền. Do đó, Hoa Kỳ cần duy trì bền vững nền dân chủ tự do của mình và làm suy yếu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có như vậy thì Trung Quốc mới có khả năng tiến tới một hệ thống chính trị dân chủ đa nguyên. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.